Phẩm thứ 11, Địa thần hộ pháp. Vị địa thần, thần đất được đề cập đến trong phẩm này có tên là Kiên Lao Địa Thần. Kiên Lao có nghĩa là vừa kiên cố, vừa bền vững. Cái gì kiên cố? Đất kiên cố. Cái gì bền vững? Cũng là đất, vì đất rất vững chắc. Chúng ta hiện nay ở trên mặt đất ví như những con kiến trên chiếc thuyền lớn. Cả đàn kiến mấy ngàn vạn con cũng chẳng thể làm cho thuyền bị chồng chành, chao đảo được, bởi vì chúng không đủ sức để làm chuyện đó. Địa cầu nằm chơi vơi giữa không gian, nhưng nhờ có tầng đại khí quyển cùng không khí giữ hút, cho nên không bị rớt bể, mà như chiếc thuyền lớn trôi nổi giữa biển khơi vậy. Có rất nhiều vị thần đất. Khi Đức Phật Thích Ca thuyết kinh A Hàm, thần đất Kiên Lao hiện thân đến nghe pháp. Nhưng vị thần đất này rất kiêu căng ngạo mạn. Kiêu căng ngạo mạn như thế nào? Thần đất nói: khắp cả vũ trụ này chỉ có một mình thần đất ta đây mà thôi, ngoài ta ra chẳng có vị thần nào khác nữa. Thế nhưng Đức Phật bảo: chẳng phải chỉ có một mình thần đất ông thôi đâu, mà còn có thần nước, thần lửa và thần gió nữa. Vị thần đất nghe vậy liền sanh lòng đại ngã mạn, tức vô cùng kiêu ngạo mà nói rằng: làm sao có thể có thần nào khác nữa được? Tất cả mọi sự trên thế gian này đều là do thần đất tôi đây gánh vác cả, bọn họ đều không phải là thần linh. Đức Phật phải giảng giải cặn kẽ: thần nước thì ra sao? Thần lửa thì như thế nào? Thần gió thì ra làm sao? Rồi lại dùng nhiều phương pháp nữa mới thuyết phục được thần đất. Về sau, vì thần đất này quy y Tam Bảo, từ bỏ thói kiêu căng ngã mạn. Trong hư không có bốn vị đại thần là thần đất, thần nước, thần lửa và thần gió. Con người là do tứ đại giả hợp mà thành, tức là do bốn vị thần này phân chia, san sẻ cho mỗi người một chút nước, một chút lửa, một chút gió, một chút đất, rồi gộp lại mà hình thành một thân thể. Ở đây, đất bao hàm hai ý nghĩa. Ý thứ nhất của chữ đất thì về mặt sự, đất có thể trưởng dưỡng vạn vật, muôn loài đều nương nhờ nơi đất mà sinh tồn. Còn xét theo mặt lý thì đất cũng có tứ đức: thường, lạc, tịnh, ngã. Một, thường. Thế nào gọi là thường? Quy chế của đất là vĩnh viễn chẳng biến thiên, mãi mãi không dời đổi, do đó gọi là thường. Vậy thần đất có đức thường. Hai, lạc. Đất có thể gánh vác vạn vật, muôn loài đều nhờ vào sức mạnh của đất mà được tồn tại, do đó đất vô cùng vui sướng, cho nên đây là đức lạc. Ba, tịnh. Địa có thể sanh trưởng vạn vật, khi muôn vật do đất sanh ra thì tất cả đều thanh tịnh, không ô nhiễm, đây là đức tịnh. 4. Ngã. Nghĩa lý của đất thì vô cùng tự tại. Sự tự tại này thuộc về đức ngã. Vậy thường, lạc, tịnh, ngã là bốn đức tánh của thần đất. Ý nghĩa thứ hai của chữ đất là nói về phương diện pháp. Lúc Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng phẩm thứ 11 này, thì thần đất phát nguyện sẽ ủng hộ tất cả những người trì niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, cũng như những người trì tụng kinh Địa Tạng và hết thảy chúng sanh có thiện căn. Cho nên đây gọi là phẩm địa thần hộ pháp, phẩm thứ 11.